Rồi, xả chào nha. Tina, xả chào nha. Để cho Tina đi vào nhé. Xong rồi nha, xong rồi đúng không? Nào ở đây chơi nhé. Tina làm đây chơi nha, để mẹ đi cất khăn với lại mẹ lấy quần áo rồi có Tina mặc nha, được không? Yếu quá, yếu quá. Anh anh tư vấn nhờ chứ nhá chú, 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 chơi nha. Ở đây chơi đi, thích nữa mẹ. Ở đây em chơi nha, mẹ đi cất khăn này, mới hiền lấy áo con nha. Ừ, được rồi, rồi chơi đi. Chơi đi con, chơi chết.
Tina ơi, Tina đi đâu vậy Tina? Tina ơi, nước gì ở đây nhỉ? Hay đấy. Chắc là Tina đái ra đây, Tina sợ mẹ phạt nên Tina trốn đấy mà. Tina ơi, Tina, Tina đi đâu nhỉ? Tina, Tina ơi. Ôi, Tina, Tina ơi. Tina, con vào đây làm gì á? À, Tina ơi. Mẹ con ạ. Tina chạy ra đây giữ người hay là chạy ra đây trốn mẹ đây? Hả? Hay là nghịch nước? Lần sau Tina không được đá ra để bố mẹ nữa nha. Nghe chưa? Để mẹ rửa à, rửa qua đi hay đi vào nào. Nha, mẹ rửa qua đi đi vào đi, mặc quần áo nào. Để mẹ rửa. Tina ơi, mẹ không có trách Tina nhưng mà lần sau Tina phải ra nhà vệ sinh đi đái nhé, chưa? Đừng có đái anh để mẹ nữa nha. Không phải sợ mẹ nữa đâu đúng không? Không sợ mẹ. Đừng có trốn mẹ chứ. Để mẹ bọc bỉm cho Tina xong rồi cái mẹ đem điện ra giặt nhá. Được chưa? Lần sau Tina ra con nhà vệ sinh đái nhá. Đi chưa? Chưa? Đừng đái điện mẹ nữa chứ. Này, mẹ mặc áo Tina nhá. Ra ngồi đây mẹ mặc áo nha. Thế này, thế nào, hai mẹ con mình thu dọn đồ chơi nào. Để mẹ đi giặt đệm nhá. Đây này, nước đá thì nào khai lắm này. Không? Rồi, rồi lấy đi thu dọn đồ chơi nào. Đi. Thì nào lại lấy chúng gấu với mẹ nào. Lại lấy chúng gấu với mẹ nào. Nha. Lại lấy chúng gấu với mẹ nào. Không, không chơi nữa. Đi lại lấy chúng gấu với mẹ. Đây đi. Cầm cầm tím được. Cầm chú gấu được, cầm đồ chơi được, để mẹ con mình thu dọn đi nào. Không đồ nữa, thấy chưa? Không đồ nữa, thấy chưa? Cái nước đá thay lắm đây này.
Ừ, đồ đấy, đồ đấy. Rồi lại cầm cái chú gấu mẹ nào. Đi lên, đúng rồi, đi. Lại cầm chú gấu nào. Đây, đi mẹ nào, lại cầm chú gấu đi. Lại cầm chú gấu với mẹ, nhanh lên. Đây, chú gấu lại đấy, đúng rồi. Đi nào, cầm chú gấu với mẹ nào. Đi nào, cầm chú gấu với mẹ. Nhanh lên, chú gấu đây mà. Đi nào, chú gấu đây mà. Con cầm chú gấu với mẹ đi. Đấy, đúng rồi. Tỏ lắm đi. Nào, đây nào, đi cùng mẹ nào. Đi cùng mẹ nào. Tina đi lại cùng mẹ nào. Tina ơi. Tina lại cùng mẹ nào. Đi lại mẹ bé nào. Đi lên. Tina còn thích chơi nữa hả. Đây này chú gấu này. Nào. Còn mẹ đây mẹ nào. Đi. Thằng còn thích chơi đồ nữa hả. Hả. Chơi đồ mẹ nữa hả. Tina dễ thương lắm vậy. Hả. Dễ thương vậy. Đéo gì đâu vậy. Thôi đi nào. Đi con. Mẹ bé nào. Bé đi nào nha. Đéo vậy nè. Chơi bầu quả bóng đi. Để mẹ lắp cho con rồi con chơi nữa. Tinh tinh tinh. Nào tinh tinh đi. Tinh tinh tinh. Từ từ mẹ vặn cho cái nữa. Tina thích nhiều đồ chơi quá. Rồi chơi nha, để mẹ đi thật nha. Bye bye, bye bye, bye bye.